Danh hài Chí Tài vốn đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam và hải ngoại trong hình ảnh một nghệ sĩ đa tài đặc biệt. Cố nghệ sĩ bắt đầu hoạt động nghệ thuật với vai trò nhạc công, nhạc sĩ. Sau đó bén duyên với sân khấu và trở thành một nghệ sĩ hài nổi tiếng cả trong nước lẫn hải ngoại. Tại chương trình Gương Mặt Thân Quen, cố nghệ sĩ Chí Tài từng xuất hiện với nhiều vai trò. Khách mời biểu diễn năm 2014, giám khảo khách mời năm 2017. Bữa nay nó cũng là hoa mà không biết hoa gì. Đại nghĩa nói là vắng bóng một bông hồng, thì bây giờ thay vô đó cái bông hướng dương to hơn. Anh Chí Tài, cảm xúc của anh như thế nào khi lần đầu tiên ngồi vào ghế nóng của Gương Mặt Thân Quen ạ? Thật sự là rất là cảm thấy hạnh phúc và sung sướng được ngồi cái ghế nóng này. Tại vì cái ước mơ lâu lắm rồi đó là có tham gia là chỉ là biểu diễn thôi, hát một bài với lại anh Thanh Bạch. Còn bữa nay may quá mình được vô đây. Mà cái cô Britney Spears này xuống đội cái nón là tôi không có nhớ gì hết trơn. Để cái nón lên là mê rồi. Quýu liền. Cái giọng rất là tốt, hát rõ lắm. Nhưng mà nói chung thì anh thích. Nhưng mà nói gì nói chứ cũng phải trả lại cái nón cho em nó nhanh. Dạ, dạ, trả lại. Anh đội cho em hả? Tại anh đội cho em chứ, trời ơi, đàng hoàng mà. Trời ơi. Ráng ráng thò tay nựng người ta một cái nè. Cuối cùng cũng sợ Nhung nữa đấy. Không sao Nhung, em chẳng đẹp Nhung ơi. Em chẳng đẹp Nhung ơi, Nhung nữa là không đẹp ơi. Đó là chú Đức Huy, còn giờ tới phiên... Chú Tài là gì? Chú ạ. Chú. Chú Tài hả? Dạ. Không ai gọi là bác Tài đi. Bác Tài cũng dính tài xế à. Không sao. Dạ bác Tài, thế sao bác Tài? Thì Tiểu Yến Tử này là một cô gái nghịch ngợm lắm. Có võ công thì lúc nào cũng nhõng nhẽo cũng có. Nói chung là con thể hiện là gần hết cái Tiểu Yến Tử mà qua cái sự diễn xuất của cô Triệu Vi. Anh Chí Tài giả gái dòm ngộ ghê lắm. Anh Tài ơi, anh có thể lên đây anh thử thách với cái đôi guốc này được không anh? Anh Tài, em đang bị cái chân anh đau. Lo tại cái chân bị 10 tháng chưa hết. Là do giả gái luôn hay sao anh Tài? Không ạ. Hay này là bình thường anh không giả gái, anh cũng đi về cao gót ở nhà chơi. Ông này là như ông rình tôi hay sao? Anh ơi, anh là đây là mới lần đầu tiên anh ngồi ở đây. Chứ còn anh em là bị rình nhiều lắm rồi. Đại nghĩa là có cơ hội là rình. Nhưng mà hôm nay ông nói vậy là kiểu như là không có lửa sao có khói vậy đó. Mà rình hay. Mà có ở nhà có đi về có rình hay ghê. Không có đâu. Lâu lâu thử thôi. Dạ. Đó, anh Tài, nếu như mà lâu lâu thử gì, lâu lâu mình thử cái mình đứng thôi, không cần phải đi được không? Được. Đó, đúng rồi. Đứng thôi. Để mình cảm nhận được cái khó của người nghệ sĩ như thế nào trên sân khấu. Anh tự gá cái chân anh lên thôi. Dạ, giống như mình vừa làm cô tắm thứ hai mà anh lại con cám đó anh. Đó. Anh mang không có vừa đó. Ai nai nịch dữ lắm quý vị. Đó. Dạ. Để cho tôi dịnh cái dịnh cái dài thôi nha, cái này nguy hiểm quá. Chí luôn đi anh. Đây anh Tài, em giữ anh cho. Dịnh dạ. Nha, cái chân này nó yếu lắm. Anh hát bài Nhỏ ơi thử coi. Lần đầu ta gặp nhau trong nắng chiều bay bay. Xuống được chưa? Khó không anh? Thấy khó không? Khó. Không, nếu mà chân không đau đi được. Dạ, rồi thôi mà anh thông cảm nha. Đi. Dạ. 9 tháng 10 ngày mà nó chưa hết. Hả, sắp đẻ rồi hả? Đó. Những tiết mục cố danh hài đem đến cho người hâm mộ đều thể hiện sự nhiệt huyết, đam mê và đặt trọn tất cả tình cảm cho nghề, cho khán giả. Đó cũng là lý do những khán giả biết và xem qua hình ảnh của cố nghệ sĩ Chí Tài đều cảm thấy thán phục và yêu mến một con người luôn tràn đầy tình cảm, nhiệt huyết.